Vâng, xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube của Hà Nhật Quang Trường. Vâng, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 8 và ngày hôm nay em có một like là 12 chiếc lồi và mấy mã bình thủy. Thì do ảnh hưởng của dịch bệnh kỳ này, đâm ra là cái việc hàng quá về là không có, thì hiện tại bây giờ hôm nay là em có dồn lại được một ít hàng đây. Đó, thì em sẽ lên và những bác nào đang đặt hàng của em nhé, thì có thể là xem video này vào và chốt hàng giúp em. Thì những bác nào mà ví dụ như là đang ở trong khu vùng dịch ấy, thì các bác hãy xem giúp em là bên bưu điện hay là bên các bưu tá nhân viên shipper người ta có đi ship được không. Nếu người ta còn đi ship được thì tức là em vẫn có thể gửi hàng được cho các bác nhé. Vâng, ngày hôm nay mã đầu tiên em lên cho các bác đó là một chiếc tay Toyota Cup. Chiếc này thì của nó là ngoài của nó là màu nâu nhé, có một cái viền đen này, xung quanh của nó là một cái viền đen và cái lớp sơn của nó toàn bộ trên này là kim loại và xung quanh cũng là kim loại nhé. Và lớp sơn của nó là có đều tất cả là đều có những anh kim, chiếc nồi còn rất là đẹp luôn. Thì như các bác đã biết rồi, tất cả các dòng Tiger thì nó đều có chế độ lốp cơm cháy, đều có chế độ lốp cơm cháy nhé. Chiếc này sản xuất 2019 ạ, chiếc này 2019 nhé. Đây, rất là cao, chắc chắn là bác nào mà đang thích hàng đời cao thì không thể bỏ qua chiếc này. Và em sẽ cho các bác xem tổng quan của chiếc nồi Tiger. Đó. Thì lồi ngày hôm nay em lên cho các bác tất cả là lồi 1 lít. Đấy, các bác hãy nhớ giúp em là lồi 1 lít vào ngày 1 tháng 8. Thì hiện tại không có hàng 1 lít 18 hay là 1 lít rưỡi đâu ạ. Đó. Chiếc này thì xoang của nó rất là đẹp luôn nhé, xoang rất đẹp. Và đặc biệt đối với dòng Tiger thì nó đều có hai cái bên tay cầm chống nóng. Đó. Nồi 1 lít này thì các bác có thể nấu được khoảng tầm 1 cân gạo cho gia đình 3 đến 5 người ăn. Và bây giờ thì nói chung là lượng gia đình ăn chắc là cũng không ăn mức độ nhiều đâu các bạn. Đấy, em nghĩ là như vậy. Như gia đình nhà em thì nồi 1 lít là ăn tầm 4 người thoải mái. Chiếc này đời 2019 này. Công suất của nó là 1200W. Thì em lưu ý tất cả các bác là lồi này toàn bộ là hàng nội địa Nhật và phải sử dụng qua một bộ đổi nguồn. Đó, để sang điện 100 đến 110V. Đó, đã vào chế độ nấu. Tất cả lồi là em đều bao chiên cơm nha. Thì các bác hãy, nếu các bác nấu ở các chế độ ví dụ như là nấu thường và chọn chế độ cơm cháy. Đó, các bác hãy nhớ giúp em ở chế độ thứ hai nhé. Và mình bấm nút cơm cháy, nó sẽ hiện chữ cơm cháy và nó sẽ bấm nấu. Và tất cả các dòng Tiger đều nó không hiện phút nấu đâu ạ, không hiện phút nấu. Nên các bác cứ ái chừng cái khoảng thời gian, nó rơi khoảng tầm một tiếng. Đó. Thì em, chiếc này là mã số 1 nhá. Mã số 1 này. Em bán cho các bác giá nó là 1.350.000 nhá. 1.350.000. Nói chung chiếc này là 2019, rất là đẹp, hàng nước luôn đó ạ. Đó. Đây. Em sẽ cho các bác xem lại gioăng của nó một lần nữa nhé. Gioăng của nó rất là xanh. Thì trong đợt này thì hàng của nó là em cũng là lấy về đợt này thì giá vận chuyển nó cũng sẽ khác so với những đợt trước. Đó, còn nhìn lọc ký thì em vẫn còn nhé, lọc ký em vẫn còn. Thì em sẽ vẫn để cho các bác những cái giá gọi là tốt nhất. Đó, các bác yên tâm. Ok, mã số 1 này. Một chiếc lồi Toyota Cup có chế độ nấu cơm cháy đời 2019 em bán với giá 1.350.000. Em vẫn tặng nguôi cho các bác nhé. Tất cả các lồi em bán từ trước tới giờ em đều tặng nguôi cho các bác. Thì nguôi này nó là nguôi mới. Đó. Ok. Mã số 1 đây. Mã số 2 em lên cho các bác đó là một chiếc Palavat. Bác nào thích ăn cơm mềm mà hơi ướt một chút, hơi ướt một chút thì các bác có thể nào lấy dòng Pala. Xoong con này thì cũng rất là đẹp các bạn, xoong rất là đẹp nha. Xoong con này thì đẹp luôn. Đó. Nếu mà các bác nhìn thật kỹ bên trong thì nó chỉ có một vài vết xước lăn răng rất là bé, rất là nhỏ. Vết xước của những cái muôi này khi bắt đầu nghề trong quá trình sử dụng thì ta lấy cơm ấy. Đó, thì không thể tránh khỏi được. Đây, cho các bác xem lại. Đó. Ngoài xoong cũng rất là đẹp nhé. Gioăng con này,
Ron con này rất ok này. Tất cả lồi là toàn bộ em đã test nhá, em đã test mọi chức năng ok rồi. Pana thì tất cả dòng này là đều có rất là nhiều chế độ lấu. Thì riêng đối với tất cả các lồi cao tầng hàng nội địa Nhật, nó đều có những cái chế độ lấu cơm ngon đấy, nấu nhanh nấu chậm, hay cũng như là lấu cháo, lấu gạo lứt để mầm, vâng, rất nhiều chế độ lấu. Các bác có thể lựa chọn những chế độ nào mà các bác muốn lấu. Và cái thứ hai nữa, đặc biệt ở những chiếc lồi hàng nội địa Nhật đấy thì nó đều có những cái chế độ đó là hẹn giờ lấu. Đó. Khi các bác đi vắng thì các bác có thể là hẹn giờ lấu được. Chiếc này mã số 2 này. Mã số 2, chiếc này em bán giá 850.000 nhá. Panasonic. Thật sự đợt này hàng nó rất là khan hiếm, không có hàng nữa. Nên là khi em lấy hàng về thì nói chung cái giá người ta để nó rất là cao. Mã số 3 này. Mã số 3 em lấy cho các bác đó là một chiếc Mitsubishi nhá. Mitsubishi trước này là dòng cao tần áp suất. Đó. Nhiều bác vẫn còn hỏi em cao tần áp suất như thế nào. Thì em nói luôn, tất cả các dòng lồi em bán từ trước giờ đều là lồi cao tần IH đó. Và có từng mã lồi nó sẽ có thêm phần áp suất. Áp suất đây là chính áp suất bi. Coi nhé. Đấy, áp suất bi. Và thực tế là cái chất lượng cơm thì nó tự mỗi hãng nó ra một cái chất lượng cơm khác nhau, không hãng nào giống hãng nào. Đấy, do dòng Mitsu rất là đẹp luôn, do còn rất là xanh và mới. Bên trong vậy, các bạn nhìn này. Đấy, nếu mà như em nhìn bên trong này thì cảm giác cái do này như chưa sử dụng luôn các bạn. Bên trong còn rất là mới luôn. Và đặc biệt, xoan rất là máu nhẹ. Xoan con này thì vết xước của nó thì rất là ít luôn. Đấy, còn về cái việc mà ngồi cũ đã qua sử dụng các bạn thì không thể tránh khỏi được một số cái vết xước lăm răm rất là bé thôi, nhưng không phải là nó chắc hẳn chống dính lên đâu. Cái cả bên ngoài cũng vậy, trong quá trình vận chuyển về đó. Con này thì trên mặt còn khá là đẹp, xung quanh cũng vậy. Chiếc này 2010 cao tần áp suất, và nó chỉ có một bên sườn này, một bên sườn này như các bạn nhá, nó bị hơi sức một chút đó, còn mọi chức năng vẫn hoạt động tốt. Ta vào chế độ này, lấu này. Và cái chế độ hâm cơm của thằng Mitsu này nó sẽ lại thiết kế luôn ở cái nút tắt đó, các bạn nhìn lên đèn nhá, mở phát nước là tắt rồi, ok. Tất cả bếp, tất cả nồi cơm khi em bán ra đến tay các bác thì tất cả là đem nó đều là dịch tất cả các phím chức năng ở đây cho các bác phải sử dụng. Khá là đơn giản các bạn, các bác chỉ sử dụng một hai lần là sẽ quen. Chiếc nồi này do mà so còn rất là đẹp. Chiếc này em bán cho các bác giá nó là 1.050.000 nha. Cái này công suất của nó, em sẽ tìm công suất của nó là 1.200W. Dòng này nên ăn đến Amia, ok. Đây là các bác khi sử dụng các lồi cao tần nội địa Nhật này, nên các bác nên sử dụng cái biết áp đủ nguồn tầm 2kVA nhé. Còn nếu nhà các bác nào mà sử dụng NIOA ổn áp ấy, thì các bác hãy câu trực tiếp thì dùng nó sẽ được ổn định và tốt hơn. Em khuyên các bác nên sử dụng là bộ đổi nguồn tối đa là 2kVA. Vâng, em lên cho các bác đó là một chiếc Panasonic Vua này. Chiếc này xung quanh của nó là màu lâu nhá, màu lâu. Màu cà phê đấy các bạn, màu cà phê, rất là đẹp luôn. Chiếc này sản xuất năm 2013. 2013 nhá. Con này thì nó có cái viền này là viền inox. Đây các bạn nhìn. Viền inox rất dễ dàng vệ sinh, sạch sẽ. Và đặc biệt với cái dòng Panasonic này thì các bạn nhìn này, nó sẽ là thiết kế một cái góc này nó hơi trũng xuống một chút, thì các bác mở vung nếu có nước dốc xuống phần dưới này, mình vệ sinh mình lau rất là dễ và đơn giản. Và xoong con này các bạn, xoong con này thì rất là đẹp luôn, xoong rất là đẹp đó, cực kỳ là dày dặn luôn. Đấy, các bạn nhìn
Rong của nó cũng rất là mới, rong này rất là xanh này, xanh ở xanh gọi này nó không xanh như Doji nhá, không không xanh như vậy nhá, nó hơi xanh trắng trắng một chút đó. Một chức năng làm bên trên này các bác nhé, và một chức năng làm bên trên này. Dòng này là pin nó 1 lít thôi, mà thiết kế rất là nhỏ gọn. Đó, đã vào chế độ lấu nhé. Thì dòng Panasonic này nó có hiện full lấu, thì các bác chọn đến đâu nó hiện full lấu luôn đến đó. Và em nhắc luôn các bác là một số bác là khi trong quá trình sử dụng nồi ấy, các bác vừa nấu xong hay là các bác vừa đang nấu mà ví dụ như là các muốn tắt lại, mà khi nồi đã nóng rồi các bác nấu một chương trình mới thì nó sẽ không hiện full lấu đâu. Đặc biệt như vậy, để khi nào nguội nồi thì khi đó dòng Panasonic nó sẽ hiện full lấu cho các bác. Mã này mã số 4 này. Mã số 4 này em bán cho các bác đó là giá 1.150.000 nhá. Vâng. Như bên em bán thì từ trước giờ đều có nguôi cho các bác. Đây. Ok, bác nào chốt cho em mã này rất là đẹp luôn, chiếc này ngoại hình của nó rất là đẹp. Em cố gắng chọn cho bác những chiếc lồi gọi là đẹp nhất có thể. Ok, toàn bộ lồi này em đã đều test mọi chiếc lạc ok rồi đi các bác nhé. Vâng, tiếp tục mã số 5. Mã số 5 em lên cho bác đó là một chiếc tay gương. Chiếc này lại có chế độ nấu cơm cháy này, nó có một lúc nấu cơm cháy riêng biệt ở đây. Đó, pin đồng hồ hoàn nhé các bác nhé, pin đồng hồ hoàn. Và em sẽ chỉnh lại giờ cho các bác luôn. Đây, do con này thì rất là đẹp luôn, rất là mới. Uầy, son con này đẹp thế. Son con này siêu nét. Xong này rất đẹp luôn này, cực kỳ là tuyệt vời. Vâng, ngoại hình cũng không cấn móc méo nha, ngoại hình xung quanh cũng không cấn móc méo. Trước này là 2022 này, và cũng có chế độ nấu cơm cháy nhá. Đó, các bạn nhìn này, cái đèn này nó sáng, nó vào chế độ nấu rồi. Đó, và đây là chế độ nấu cơm cháy. Chế độ nấu cơm cháy thì các bác chỉ nấu được ở cái chế độ gạo trắng nấu thường thì các bác sẽ nấu được chế độ cơm cháy. Mã số 5 này em bán cho các bác giá 950.000 nhá. Xoong này rất là đẹp luôn. Vâng, mã số 6 này. Mã số 6 lên nó là một chiếc Zodiosti. Chiếc này là cao tần, không có xuất. Ngoại hình con này cũng khá là ổn. Chiếc này đời 2015. Ủa, gioăng con này rất là đẹp luôn này, gioăng đẹp nha. Vung này là hai lớp các bác nhá, vung này là toàn bộ là hai lớp đấy. Và có một số bác hỏi em mà lồi này có hai đáy không, thì em nói luôn các bác là lồi cao tần tất cả nó đều là hai đáy hết nhá. Tất cả đều có hai đáy. Có những hãng là nó ví dụ như Pala nó sẽ là của một lớp sơn nằm liền hết luôn, các bác sẽ không thể nhìn thấy. Như hồng Doji các bác sẽ nhìn nó có hai phần. Đó, phần này là phần đáy bắc từ. Đấy. Xoong con này cũng rất là ổn luôn. Xoong con này thì nói chung là chỉ vài vết sức môi thôi, không bị cày trục dính lên đâu. Đây, cho các bác xem sườn bên trong này. Cho lòng phần đế từ của nó rất là đẹp. Chiếc lồi Zodiosi này mã số 6 em bán giá 900.000 nhá. Em sau đây em sẽ test luôn cho các bác xem này. Bác chọn các chế độ nấu dọc hai bên sườn này. Đó, đặc biệt trong Zodi thì trước khi nấu và sau khi nấu xong nó đều có một cái bản nhạc riêng biệt của nó. Và góc bên này là đó là chế độ hâm, các bác bấm vào chế độ hâm, các bác bấm nút hâm là sẽ hiện lên là 8 phút. Có những mã lồi các bác phải giữ 3 giây, đó tùy theo từng mã
từng năm sản xuất. Một hãng nó sẽ có thiết kế một cách thay đổi một cách khác nhau. Thì chiếc này ngoại hình rất là ổn luôn. Mã số 6 em bán giá 900.000 nha. Ok. Vâng. Bác nào đang thích một chiếc Hitachi thì có thể lựa chọn em chiếc này. Chiếc này là mã số 7. Mã số 7 ở đây cho bác đó là một chiếc Hitachi cao tần áp suất. Chiếc này rất là nặng các bạn, cao tần áp suất chiếc này rất là nặng luôn. Dòng Hitachi các bác cũng đã biết rồi, mọi thiết bị của người ta hoạt động rất là tốt và ổn định. Như các bác biết là các dòng tủ lạnh cũng vậy thôi. Hitachi tủ lạnh Hitachi rất là nặng. Đó, hay là một số các dòng lọc khí Hitachi. Áp suất đi cho các bác nhá, áp suất đi này. Do này, con này có hai lớp vuông luôn. Đó. Do còn rất là đẹp luôn. Do con này là chưa có một vết nào là ngả màu nhé, chưa có một vết nào luôn. Qua nhìn là xanh, nhìn là đẹp. So con này dày ạ, so rất là dày luôn, so đẹp ạ, so đẹp không chấm xước nhá, không chấm xước gì luôn. Và con này bên trong, đây các bạn nhìn này, rất là nhiều vạch số luôn, rất là nhiều vạch số. Sao lắm số không biết. Vâng, đã vào chế độ lấu đây. Thì đối với lòng Hitachi này, các bác chọn menu, chọn đến đâu thì nó sẽ hiện full lấu đến đó. Và đặc biệt đối với dòng Hitachi nó có hai cái nút, một là chọn gạo riêng và chọn chế độ lấu riêng, và một cái nút chọn chế độ eco lấu tiết kiệm. Đó, các bác hãy lấu cái lấu ở chế độ lâu thời gian nhất cho em. Như vậy đảm bảo là cơm rèn chín rất là ngon. Và trước này đời 2015 này. Đời 2015 nhá. À, công suất của dòng Hitachi nó lên đến 1.400W. Nên các bác hãy dùng cho em tối thiểu đó là biến áp 2kVA. Tối thiểu là 2kVA nhé các bác nhé. 2kVA. Không thì là nó sẽ khi mà điện các bác mà dùng cái loại là 1.500VA hay 1.5kVA thì khi mà điện các bác dùng mà điện yếu ấy, nó sẽ báo lỗi luôn đấy và không lấu được cơm đâu. Các bác lên dùng một là đủ hoặc là dư công suất. Và chiếc này mã số 7 bán giá 1.300.000. Hitachi cao tần áp suất, xoong dày, đó, lớp vùng rất là dày luôn. Vâng, mã này mã số 8 này. Mã số 8 thì chắc chắn là các bác nào mà đã và đang dùng chiếc lời Hitachi này nhìn là khá là biết ngay. Mã số 8 thì chiếc này chiếc Hitachi, dòng này là Lano Stem nhá, Lano Stem. Chiếc này thì không phải là đời cao đâu, chiếc này là đời 2007 cơ. Đấy, bên cạnh của nó là có một cái viền chrome, viền chrome này, các bác nhìn này, và phím cứng, nó là phím cứng, rất là đẹp luôn. Mọi chức năng em có test ok, ngoại hình đẹp nhá, trời tuyệt vời luôn các bác ơi. Đây, em nghĩ đây là cuộn Lano Stem đây. Em sẽ mở cho các bác xem bên trong các bác nhìn nha. Đó, đây là bên trong của nó. Gioăng con này rất là mới, mới lắm các bạn. Con này mới như chưa sử dụng. Rồi cái gioăng, gioăng này gioăng sần nhá, gioăng sần. Và các bác hãy nhìn con, nó có một cái dấu ở đây. Đó, gioăng của nó đẹp lắm, gioăng này rất là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn, gioăng con này em cầm rất là nặng. Là ok. Đó. Vâng, chiếc này mã số 8. Mã nào em sẽ test luôn cho các bác xem. Chọn lấu chọn gạo.
Vâng, nó có chế độ nấu lên đến 90 phút này. Lên đến 90 phút coi nhé. Vâng, chiếc này là mã số 8. Hitachi Nano Stem Vinilock xoang dày đẹp, cái bán giá 1.3 triệu. Vâng. Mã số 9 ạ. Mã số 9 em lên các bác, đó là một chiếc Palavan dài. Chiếc đấy 2014 nhá. Palavan dài. 2014 thì chiếc này là có chế độ lốt cầm cháy, có chế độ lốt cầm cháy nhé. Em sẽ chọn vào đây xem bao nhiêu phút nào. U15. Các bác hãy để ý giúp em. U15 thì các bác hãy để ý giúp em cái lắp này nhé. Nhiều bác trong quá trình vệ sinh là nó bị cụt xuống dưới là các bác sẽ không để ý được cái lắp này. Đó, mình sẽ báo lỗi U15. Em sẽ chọn lại các bác xem nhé. Ok, 56 phút. Thì cái lỗ U15 là sao? Lỗ U15 là nó để cho các bác biết là các bác phải đóng nắp hơi lại. Đó, đóng nắp hơi lại. Các bác bỏ nắp hơi ra nó sẽ báo lỗi nhưng vẫn nấu được như bình thường. Đây, con này giòn rất là đẹp. Doang này nó phải đạt trên 95% rồi. Vâng, xoang này đẹp nhé các bác nhé, xoang đẹp này. Xoang trắng gương. Em thấy trước này xoang trắng gương này. Đó, chế độ nốt thở làm 2 phút. Ok. Nói chung về tổng quan ngoại hình trước này thì cũng rất là ok, đẹp các bạn. Đấy, nó chỉ có một vài vết chóc sơn nhẹ nhẹ đằng sau này thôi. Đây chỉ một vài vết nhẹ nhẹ ở đây thôi. Ở chiếc này đây 2014 này. Chiếc này em bán cho bác giá là 1.200.000 đồng nha. Xoang này rất là đẹp. Tiếp tục lên cho bác, đó là một chiếc Yoshi Cotton Absurd. Đó, cao tần áp suất này. Giòn ok. Giòn bên trong rất là mới. Xanh lét luôn. Đó, giòn đẹp nha các bạn nha. Trong ra ngoài luôn. Một vài vết xước cũng nhỏ thôi. Đó, hiện khu lấu này. 75 phút này. Rất nhiều các nhiều chế độ lớn các bác có thể lựa chọn đây. Ok. Mã số 10. Mã số 10 chiếc Yoshi cao tần áp suất. Chiếc này 2013 nhá, em bán giá là 1.2 triệu. Tiếp tục. Mã số 11 này. Mã số 11 em lên trước mắt, đó là một chiếc Palavan. Chiếc này ngoại hình cực kỳ xuất sắc luôn các bác. Đấy, trên mặt này xung quanh không cấn bóp méo, không sất xước. Doang con này thì nó hơi có một chút viền vào trong nhé. Đó, người ta lấu gạo nước thì nó hơi ố một chút. Nhìn chung tổng quan thì còn rất là đẹp, giòn sờ rất là mềm. Bên trong này nó là được bọc ni lông nhé, bọc ni lông. Và đặc biệt son trước này nó siêu đẹp luôn ạ. Đây các bạn nhìn, son không một vết xước bên ngoài cộng đồng. Xoang này rất là đẹp. Rất hiếm khi được một chiếc lồi mà có chiếc xoang đẹp như vậy.
mã số 11. Chiếc này em bán giá 1 triệu nhé. Mọi chế độ hoạt động tốt này. Đó, ta vào chế độ lốp. Đối với tất cả các dòng Panasonic thì chế độ lốp nhanh sẽ không hiện phút lốp. Chế độ lốp nhanh. Lốp nhanh thì nó bảo tầm 30-35 phút các bạn. Chiếc này mã số 11 Panasonic vuông em bán giá 1 triệu nhé. Và tiếp tục lên trước mắt đó là một chiếc Suzuki cao tầng. Chiếc này mã số 12. Và hôm nay là 12 mã lồi. Có cao tầng áp suất các dòng Pala, Hitachi, đó, Suzuki và Mitsu. Đấy, các bác có thể lựa chọn mã nào ưng ý nhé. Chiếc này ngoại hình rất là đẹp các bạn. Dòng này rất là mới. Son này. Son này thì nói chung cũng đẹp các bạn. Bên trong chỉ một vài vết xước của muôi thôi. Đó, lồi đã qua sử dụng. Lồi đây tất cả đảm bảo cho các bác là lồi zin nguyên bản và em đã test quả chức năng ok. Tất cả các phím bấm luôn. Chế độ gạo không vo này. Nhân lưu chọn này. Đó, hẹn giờ này. Ok, mã số 12 này em bán giá 950.000 nhá. Và em xem chiếc này đời bao nhiêu. Chiếc này đời 2017. 950.000. Và bắt đầu ưng thì chốt giúp em. Vâng. Và ngày hôm nay em lên cho các bác đó là 12 mã lùi cao tần áp suất. Và tiếp sau đây là em sẽ lên cho các bác một vài mã của bình thủy nhé. Bình thủy hàng chạy điện 100V. Đó. Và ngay sau đây em sẽ cho các bác xem nhé. Vâng, và đây là một chiếc bình của Tiger. Cái này liên quan đến nước nên anh em phải quay riêng. Đó. Thì nói chung là bên trong thì các bác có thể về các bác cho một chút giấm đây hoặc các bác bột soda. Đó, các bác hòa cho vào đây và các bác cho chút nước là nó sẽ vệ sinh sạch được cái một số cặn xi đấy. Chiếc này 3 lít này. Chiếc này 3 lít nha. Ngay sau đây em sẽ đổ nước lại cho các bác xem bơm nhé. Đó, vừa rồi em về thì em cũng đăng lên. Đây, bơm ra rất là khỏe nhé các bác nhé. Và nó đang đun. Và có đồng hồ hiển thị nhiệt độ lên. Đang ở 30 độ C và sau đó sẽ lấu lên đến 98 và 90, 80 độ C. Tùy các bác chọn để từng chế độ. Thì đối với bình 3 lít em bán giá 580 nha. Còn đồ bình 2 lít 2 kia em bán 550. Đó, bình thủy. Ok, bác nào mà thích đun nước nóng thì có thể lấy những chiếc này. Đó là quả Tiger. Và sau đây là quả chiếc Zuyoshi. Các bác nhìn bên trong. Dây đầy đủ cho các bác về sử dụng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, trước này em cũng bán cho bác giá 580 nha. Nói chung là hàng này vỏ kim loại, nó có một vài vết sứt thì là đấy, không đáng kể, còn mặt trên là còn khá là ok. Bình 3 lít và một chiếc Joji này 2 lít nhá các bác nhá, 2 lít 2. Tất cả hàng này nó sẽ được sử dụng dây nam châm, nên khi các bác cắm thì các bác hãy để ý là tránh là để nó mô ven nó gây lỗi. Thì khi em gặp trường hợp là trước của Joji thì cái đầu dây mà tiếp xúc không tốt nó gây lỗi E3. Ở trên này của Joji UC một lô em bán cho bác 550 nha, dung tích 2 lít 2. Tiếp tục cho nó bơm ra hết nước. Đã bên trong nóng rất là nhanh. Đấy, đã bốc khói tung. Tiếp tục chiếc này là của Tiger. Ở bên trong này nó có bao vẻ vệ sinh qua một chút. Cái đầu này thường đầu dây nó là nam châm nên nó rất dễ nó bị hút những cái mặt sắt vào, nhỏ vào, nên cái việc là tiếp xúc nên là nó sẽ bị chắc chắn một chút, nên các bác có thể là vệ sinh qua, vệ sinh cái đầu tiếp xúc lên đi để cho nam châm nó hút một cách tốt nhất. Rồi hoạt động ok nhá. Các phím bấm này, chọn chỉnh nhiệt độ này và nút bật để bơm nước. Và chiếc này như là có bơm tay này, bơm tay em nghĩ là chắc chắn là nó sẽ không hoạt động được nữa. Rồi các bạn chỉ cần sử dụng bơm điện này. Chiếc này em bán giá 550 nha, 550. Ngày hôm nay em lên cho bác đó là 12 mã lùi và có 4 chiếc bình thủy. Thì vừa rồi em có về một chút, về một ít hàng bình thủy thì em đã bán rồi, thì hôm nay còn những chiếc này thì em lên cho các bác nào đang có nhu cầu về bình thủy hay nồi cơm điện hay lọc khí thì liên hệ với em qua 2 số điện thoại 0987807038 và 0344506794 em ở Kim Thành, Hải Dương, thì em ship toàn quốc nha các bác nhé, tất cả hàng em ship đều có cọc đó. Bác nào mà đã từng mua hàng của em rồi thì em sẽ cứ gửi hàng cho các bác thôi, nếu các bác mà đặt hàng và chốt thì em cứ gửi cho các bác, còn bác nào mua của em lần đầu tiên thì cả những bếp ga vậy, thấy bất kể một hàng mặt hàng gì vậy các bác đều có cọc nhé. Đó thì là các bác đang xem video thì em cho một like cũng như là một chia sẻ, bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của em nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác nhé.